Hôm nay chúng ta sẽ học qua bài tiếp theo. Chúng ta mở sách giáo khoa trang 68 cho cô. Chúng ta học bài 22. Bài luyện tập chương 2 kim loại. Bài luyện tập chương 2 kim loại. Rồi, được rồi. Được chưa? Một la mã kiến thức cần nhớ. Một nhỏ tính chất hóa học của kim loại. Chúng ta sẽ ôn lại tính chất hóa học của kim loại. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu lại, ôn lại dãy hoạt động hóa học của kim loại. Một bạn nhắc lại cho cô dãy hoạt động hóa học của kim loại nào. Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Cô mời Tâm Nhi nào. À không cần dài như thế đâu, chỉ cần chúng ta học theo sách cho cô là được rồi hả? Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Dãy hoạt động hóa học của kim loại đó là gì? Khi nào may áo giáp sắt phải hỏi cụ Á Âu. Được chưa? Nhá. Vậy đó chính là gì? Kali, natri, magie, nhôm, kẽm, sắt, chì, hydro, đồng, bạc, vàng. Vậy vì sao hydro ở đây cô lại cho khác màu nhỉ? Vì sao? Vì sao hydro ở đây lại khác màu đấy? Bạn nào giải thích lại cho cô nào, vì sao? Ở hoàng gia nào? Bởi vì nó là gì? Nó là phi kim. Còn ở đây là gì? Kim loại. Được chưa? Nha. Chú ý nha. Và hydro ở đây nó là phi kim và nó giống như là gì? Nó là một axit. Hả? À, được chưa? Nha. H có nghĩa là axit á, đứng đầu của axit á. Được chưa nào? Rồi. Từ chối đi con. Được chưa? Cô nhắc lại dãy hoạt động hóa học của kim loại nè. Kali, natri, magie, nhôm, kẽm, sắt, chì, hydro, đồng, bạc, vàng. Nha, ghi vào vở. Ghi vào vở. Vậy chúng ta chỉ cần nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại khi nào may áo giáp sắt phải hỏi cụ Á Âu. Được chưa? Rồi một bạn nhắc lại cho cô nào ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại. Ý nghĩa. Chúng ta sẽ có mấy ý nghĩa nhỉ? Cô mời bạn Vân nào nhắc lại cho cô nào ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại. Rồi, vậy bây giờ cô sẽ nhắc lại ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta tự ghi vào vở cho cô nha. Được chưa nào? Ý nghĩa thứ nhất là mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần theo chiều từ trái sang phải. Nhá. Nó sẽ giảm dần theo chiều từ trái sang phải. Được chưa nào? Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần theo chiều từ trái sang phải. Kim loại đứng trước magie, nó sẽ tác dụng với lại nước ở điều kiện thường tạo ra kim và giải phóng khí hydro. Được chưa? Kim loại đứng trước hydro, nó sẽ tác dụng với axit. Và axit ở đây của chúng ta là axit loãng, tạo ra muối và giải phóng ra khí hydro. Được chưa? Ý nghĩa thứ tư là kim loại trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối, nhưng trừ kali và natri. Có nghĩa là nó sẽ bắt đầu từ magie. Nhá. Vậy kim loại đứng trước nó sẽ đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối. Được chưa? Đó chính là bốn ý nghĩa. Chúng ta tự ghi lại vào vở cho cô. Chúng ta tự ghi ý nghĩa lại vào vở. Được chưa? Ý nghĩa thứ nhất là mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần theo chiều từ trái sang phải. Ý nghĩa thứ hai, kim loại đứng trước magie tác dụng với lại nước ở điều kiện thường tạo ra kim và giải phóng khí hydro. Kim loại đứng trước hydro tác dụng với axit loãng giải phóng ra khí hydro. Ý nghĩa thứ tư là kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối trừ kali natri. Đó chính là ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại. Rồi, được chưa nào? Xong chưa? Đã xong ý nghĩa chưa con? Xong bốn ý nghĩa chưa?
Được chưa nào? Phải nhắc lại một lần nữa nè. Khi nói đến ý nghĩa thì chúng ta phải nhớ cho cô nè, mức độ hoạt động hóa học của kim loại nó sẽ giảm dần theo chiều từ trái sang phải. Kim loại đứng trước magie tác dụng với nước tạo ra kiềm và giải phóng khí hydro. Kim loại đứng trước hydro tác dụng với axit tạo ra muối và giải phóng khí hydro. Và axit ở đây của chúng ta sẽ là axit loãng, ví dụ như là HCl, H2S4 loãng nha. Kim loại mạnh nó sẽ đẩy được kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối, nhưng trừ kim loại kali và natri nha. Rồi chúng ta sẽ đi qua nội dung tiếp theo, hai nhỏ tính chất hóa học của kim loại. Ba đâu, cô chưa nghe chữ ba mà, bari nữa chứ, liti, được chưa? Vậy chúng ta chỉ có 5 kim loại tan được trong nước ở nhiệt độ thường thôi, được chưa? Vậy đó là gì? Natri, kali, canxi, bari và liti. Rồi tác dụng được với dung dịch axit nha. Vậy ở đây chúng ta axit loãng, được chưa? Vậy kim loại cộng với lại axit loãng thì nó sẽ cho ra muối và giải phóng khí hydro, được chưa? Rồi dung dịch muối thì kim loại cộng với lại muối nó sẽ cho ra muối mới cộng kim loại mới. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Kim loại của chúng ta sẽ có 4 tính chất hóa học. Vài cái thứ nhất tác dụng với lại phi kim. Với oxy thì kim loại cộng với oxy nhiệt độ thường hay là nhiệt độ cao thì nó cho ra oxit bazơ. Nhưng không phải tất cả kim loại đều cộng được với oxy ở nhiệt độ thường, mà nó sẽ trừ ai? Vàng, trừ bạc, trừ bạch kim nhá. Rồi cái thứ hai tác dụng với phản ứng với phi kim khác. Vậy kim loại cộng phi kim khác ở nhiệt độ cao cho ra muối. Tính chất thứ hai tác dụng với nước. Một số kim loại tan được trong nước ở nhiệt độ thường tạo ra kiềm và giải phóng khí hydro, đó là natri, kali, canxi, bari và liti. Tính chất hóa học thứ ba tác dụng với axit loãng. Vậy kim loại cộng axit loãng cho ra muối và giải phóng khí hydro. Tính chất hóa học thứ tư tác dụng với lại muối. Vậy kim loại cộng với dung dịch muối nó sẽ cho ra muối mới và kim loại mới, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại cho cô mỗi tính chất cho một ví dụ minh họa. Mỗi tính chất cho một ví dụ minh họa. Rồi ghi lại vào vở mỗi tính chất cho một ví dụ minh họa cho cô nha. Rồi vẽ nhanh vào vở đi. Mở cái cho một ví dụ minh họa cho cô nào. Rồi cái thứ nhất tác dụng của phi kim với oxy. Rồi cho cô một cái phương trình nào. Kim loại cộng oxy cho ra oxit bazơ. Cô mời Lý Thảo nào. Cu cộng O2 cho ra gì? Thiếu gì biết không? À, nhiệt độ. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ cân bằng như thế nào đây? Cân bằng như thế nào đây con? Rồi, 2, 1, 2. Được chưa? Rồi, phương trình thứ hai. Tiếp tục, kim loại cộng với oxy cho ra oxit bazơ. Một cái ví dụ khác nào, cô mời bằng Vân nào. Đây Cu cộng O2 rồi con. À cộng với lại oxy con. À Fe cộng O2. À Fe3O4 thiếu cái gì biết không con? À tê độ. Rồi vậy cân bằng như thế nào đây? À 3 2 1, được chưa? Rồi phương trình thứ ba. Sao có bạn nào có ý kiến gì không? Cô nghe tiếng mở mic của bạn nào á? Cô mới nghe tiếng mở mic của bạn nào á? À
Rồi, được chưa? Rồi, phương trình thứ ba nào. Kim loại tác dụng với loại phi kim khác cho ra muối. Kim loại tác dụng với phi kim khác cho ra muối nào? Cô mời bạn Hoàng Gia. A, Fe cộng S. À, sắt hai sung phua là gì? FES, cô tưởng là đọc sắt hai sung phua rồi là không biết công thức là gì chứ. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục. Kim loại cộng với lại phi kim khác cho ra muối. Ngoài phương trình này, bạn nào cho cô một phương trình khác nào? Cô mời Hương Giang. À, Na cộng Cl. Cl thôi hả? À, đúng rồi, Cl2 nhiệt độ cho ra gì? À, 2NaCl. Và đây sẽ là số 2. Rồi, số 5. Số 5 nào? Kim loại tác dụng với lại axit cho ra muối và giải phóng khí hydro. Cô mời Nhật Anh. À, Zn cộng H2SO4 cho ra gì? À, ZnSO4 cộng H2. Một phương trình khác nào. Cô mời bạn Phú Hoàng nào. À, Zn cộng HCl cho ra gì? Zn gì? À, ZnCl2, đúng rồi. Cộng cho H2, được chưa? Rồi, số 7. Tiếp tục nào. À, kim loại tác dụng với muối cho ra muối mới và kim loại mới. À, cô mời bạn Hương Giang nào. À, Zn cộng CuSO4 cho ra cái gì? À, ZnSO4 cộng A cộng CO. Rồi, tương tự thứ 8 nào. Thứ 8 nào. Cô mời bạn Đăng Khoa nào, cho cô một phương trình. Mg cộng CuSO4 cho ra cái gì? À, MgSO4 cộng Cu. Rồi, số 9 nào. Kim loại tan được trong nước nào. Cô mời bạn Đỗ Thái Hà nào. Rồi, Nguyễn Nam này muốn gia nhập hội học chung với Nhật Anh rồi. Tắt cam mất tiêu rồi. Cô đâu thấy cam đâu. À. Rồi, cô mời bạn Đỗ Thái Hà nào. Kim loại cộng với nước cho ra dạ rồi. Nè. Rồi. Ở đây là kali. Về phương trình thứ 10, ví dụ canxi cộng với nước, được chưa? Thì nó sẽ cho ra CaOH tất cả hai lần cộng cho H2. Nha. Đó. Mỗi tính chất chúng ta sẽ viết hai phương trình, được chưa? Rồi, chúng ta đi qua nội dung tiếp theo. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức vừa mới học, mới ôn lại ha. Chúng ta hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào phản ứng và cặp chất nào không phản ứng. Được chưa? Dựa vào cái lý thuyết vừa mới ôn lại này, chúng ta làm cho cô bài tập 1 cho cô nào. Xét xem thử cặp chất nào có phản ứng và cặp chất nào không phản ứng. Được chưa? Rồi, câu A, nhôm và oxy. Nhôm và oxy, cô mời bạn Hoàng Vinh nào. Nhôm và oxy có phản ứng hay không? À, có. Vậy nhôm cộng với oxy cho ra gì? À, nhiệt độ nó sẽ cho ra Al2O3. Được chưa? Nhá. Rồi, câu B. Fe và AgNO3. Fe và AgNO3. Cô mời bạn Đạt nào. Rồi, bây giờ cô sẽ nhắc lại cái chỗ câu A này nhá. Vậy câu A ở đây là gì? Nhôm và oxy ha? Vậy câu A nó có phản ứng Al cộng với lại O2. Nhiệt độ nó sẽ cho ra Al2O3. Được chưa? Rồi, câu B nó cũng có phản ứng
FE cộng cho AgNO3 thì nó sẽ cho ra cái gì đây Đạt? FeNO3 tất cả hai lần cộng cho Ag, được chưa? Rồi cân bằng 2 nhá. Rồi câu C có phản ứng hay không? Câu C, cô mời bạn Phạm Hoàng Phát nào. Có. Vậy Fe cộng HCl cho ra cái gì? Fe cộng HCl cho ra gì đây? FeCl2 cộng H2. Rồi tiếp tục nào, câu D, natri và H2O. Natri, Na và H2O là gì đây? Có phản ứng với nhau hay không? Cô mời bạn Nguyễn Nam nào. Natri và nước có phản ứng với nhau hay không? Đúng rồi. Có. Vậy natri cộng nước cho ra gì? Bây giờ gì? NaOH cộng gì? Cộng H2. Hoàng Gia ơi, không ăn vặt nữa nha con. Nha. Con đang ngồi trước mặt cô đấy. Nha, cô nhìn thấy rõ từng gương mặt, từng cái nét mặt trên nha. Được chưa? Một con không tin thì hỏi Vũ Hoàng á. Ngồi đây, cô đứng đây, cô có thể nhìn thấy rõ bắt tận cận mặt luôn á, cận cảnh luôn á nha. Nên không ăn vặt trong lớp nữa nha. Rồi, câu E. Cu và MgCl2. Cu và MgCl2 nào, cô mời bạn Huy Hoàng nào. Đúng rồi, câu E này không phản ứng. Bởi vì sao? Đúng rồi, bởi vì Cu nó yếu hơn Mg nên nó không thể đẩy được. Rồi, tiếp tục nào, câu F nào. Fe và H2SO4 đặt nguội. Cô mời bạn Tâm Nhi nào. Fe và H2SO4 đặt nguội. Con nghĩ hay là nó không phản ứng? Đúng rồi, nó không phản ứng. Bởi vì sao? Vì sao nó không phản ứng? Vì sao đây? Chúng ta học rồi, sắt như thế nào? Thụ động, đúng không? Thụ động có nghĩa là nó không phản ứng với lại H2SO4 đặt nguội. Được chưa? Rồi chúng ta làm nhanh bài vào vở cho cô nào. Chúng ta đi qua nội dung tiếp theo. Bài 2, chọn câu trả lời đúng. Rồi câu 1, kim loại có phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Kim loại nào tác dụng với nước ở nhiệt độ thường đây? Câu này, bài tập này không cần ghi vào vở nha. Chúng ta chỉ cần tập trung lên trên màn hình làm cho cô được, được rồi nha. Rồi cô mời bạn Hương Giang nào. Kim loại nào phản ứng với nước ở nhiệt độ thường đây? Chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây con? Chọn đáp án nào? Đúng rồi, đáp án A. Rồi câu số 2, nhóm kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl. Cô mời bạn Nguyễn Sang. Nhóm kim loại đều tác dụng với dung dịch HCl. Câu B, đúng rồi. Câu 3, kim loại đẩy được nhôm ra khỏi dung dịch AlCl3. Nhôm 3 clorua, được chưa? Cô mời bạn Quốc Huy nào. Kim loại nào đẩy được nhôm ra khỏi dung dịch AlCl3 đây? Không đúng. Nó muốn đẩy được thì nó phải như thế nào? Nó phải mạnh hơn chứ. Nó mạnh hơn. Thì cô nhìn lại trong dải hoạt động hóa học của kim loại đi nào. Cô nhìn lại trong cái dải mà hoạt động hóa học của kim loại. Trong vở không có thì nhìn ở trong sách á. Nha, ngay chỗ trang chúng ta đang học trang 68 á.
Được chưa? Vậy trước cái thằng Maye là thằng nào? Trước thằng Maye là thằng nào đây Quốc Huy ơi? Khi nào bạn cần may? May rồi mình đến áo đúng không? Được chưa? Vậy trước áo sẽ là may. Vậy may là gì? May là gì? Trong bốn đáp án này chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? À đúng rồi nha. Vậy kim loại mà đẩy được nhôm ra khỏi dung dịch AlCl3 đó chính là Mg. Được chưa nào? Rồi câu cuối cùng. Dãy kim loại nào phản ứng với dung dịch CuSO4? Nhật Anh. À câu A, được chưa? Rồi đáp án của chúng ta là đáp án A nha. Rồi chúng ta đi qua cái phần nội dung tiếp theo. Ba nhỏ, tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau? Ba nhỏ, tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau? Được chưa? Và ở đây chúng ta đang ôn lại, do đó chúng ta sẽ kể cho cô cái bảng. Chúng ta ôn lại cho cô tính chất vật lý và cả tính chất hóa học luôn nha. Rồi vẽ bảng cái này vào trong vở cho cô. Được chưa? Nha, chúng ta sẽ so sánh. Ta sẽ so sánh chủ yếu là tính chất hóa học, nhưng ở đây chúng ta đang ôn nên chúng ta ôn lại luôn tính chất vật lý luôn cho cô nha. Kẻ vào trong vở. Vẽ vào trong vở. Vẽ vào trong vở cho cô, dùng bút chì để vẽ đi. Được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ ôn về tính chất vật lý cho cô trước. Rồi, nhôm có tính chất vật lý là như thế nào nhỉ? Nhôm, tính chất vật lý của nhôm. Tính chất vật lý của nhôm, bạn nào nhắc lại cho cô nào? Nhôm là chất gì? Là kim loại màu gì? Nhá, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi. Nhiệt độ nóng chảy của nhầm nhá, nhiệt độ nóng chảy là bao nhiêu? Được chưa? Nhiệt độ nóng chảy. Rồi cô mời Nhật Anh nào, nhôm. À đúng rồi, nhôm là kim loại có màu trắng bạc, đúng không? Được chưa nào? Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt. Và nó nóng chảy ở nhiệt độ 660 độ C. Rồi chúng ta tự ghi vào trong vở cho cô. Được chưa? Ngoài ra nhôm còn có tính dẻo, nên có thể giác mỏng, kéo sợi, đúng không? Chúng ta tự ghi tính chất vật lý của nhôm vào lại cho cô nhá. Tự ghi tính chất vật lý của nhôm lại. Một bạn nhắc lại cho cô nào, tính chất vật lý của nhôm nào? Một bạn nhắc lại cho cô. Cô mời Hà My nào, Hà My nhắc lại tính chất vật lý nào. Được chưa? Rồi chúng ta tự ghi tính chất vật lý của nhôm vào vở nha. Nhôm là kim loại. Nó là kim loại màu trắng bạc. Nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Nha, có tính dẻo nên dễ dàng giác mỏng, kéo sợi. Và nhôm nóng chảy ở 660 độ C. Nhôm nóng chảy ở 660 độ C. Được chưa? Rồi tiếp tục nào, sắt, tính chất vật lý của sắt. Sắt là kim loại như thế nào đây? Sắt, cô mời Tâm Nhi nào. Nói đến sắt, chúng ta phải chú ý cho cô ha. Vậy sắt là kim loại màu trắng xám. Nó cũng có ánh kim, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt. Dẫn điện, dẫn nhiệt nhưng nó sẽ yếu hơn nhôm. Và một cái tính chất quan trọng của sắt đó chính là tính nhiễm từ. Nhiễm từ có nghĩa là bị nam châm hút. Là một kim loại nặng. Nhiệt độ nóng chảy của sắt là 1539 độ C.
Được chưa? Chúng ta chú ý cho cô. Nhôm là nó trắng bạc, nhưng sắt là trắng xám. Nha, chú ý màu sắc. Được chưa? Rồi, tính chất hóa học. Vậy nhôm và sắt có tính chất hóa học gì giống nhau nhỉ? Nhôm và sắt đều là kim loại đúng không? Vậy tính chất hóa học của nó có gì giống nhau? Nó giống nhau ở chỗ nào đây? Hả? Nó giống nhau ở chỗ nào? Cô mời bạn Vân nào. Nó giống nhau. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Cả nhôm và sắt đều là kim loại. Do đó nó giống nhau. Nó có đầy đủ tính chất hóa học của một kim loại. Có nghĩa là gì? Nó tác dụng với phi kim. Nó tác dụng được với axit, đúng không? Nó tác dụng được với muối. Và nó giống nhau cái thứ hai nữa là gì? Nó đều không tác dụng với HNO3 hay là H2SO4 đặc nguội nha. Có hai cái quan trọng. Rồi tự ghi vào vở đi con. Tự ghi vào vở nha. Được chưa? Giống nhau là đều có đầy đủ tính chất hóa học của kim loại. Tác dụng với phi kim, tác dụng với lại axit, tác dụng với lại muối. Và giống nhau cái thứ hai là nó không tác dụng với HNO3 hay H2SO4 đặc nguội. Khẳng định là một điều đó nha. Chứ không phải là HNO3 đặc, H2SO4 nguội đâu nha. Không có đâu ý. Lại phú hóa con làm gì á. Ngược đi. Rồi, khác nhau. Khác nhau. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta thấy cho cô nè. Để phân biệt hai kim loại nhôm và sắt thì người ta dựa vào chất nào sau đây? Dựa vào chất nào? Để phân biệt nhôm và sắt thì người ta sẽ dựa vào chất nào trong bốn chất trên bảng của cô nào? Cô mời bạn Huy Hoàng nào. À, câu C, NaOH. Và dung dịch bazơ thì chúng ta sẽ nhận biết được kim loại nào? Cái gì tan trong dung dịch bazơ đây? Huy Hoàng. À đúng rồi, nhôm. Đúng không? Bởi vì nhôm nó là lượng tính, do đó nó tan được trong bazơ. Được chưa nào? Rồi. À 2L. Được chưa? Vậy chúng ta thấy là gì? Nhôm của chúng ta hóa trị mấy? Nhôm của chúng ta hóa trị bao nhiêu? Nhôm hóa trị bao nhiêu nhỉ? Cô mời Quốc Huy nào. Nhôm hóa trị bao nhiêu? Đây AlCl3. À đúng rồi, nhôm hóa trị 3. Được chưa? Rồi, nhôm cộng HCl. Al cộng HCl cho ra gì? Cô mời bằng Vân nào. À, AlCl3 cộng H2. Rồi, cân bằng cho cô nào. À, đúng rồi, 2623. Được chưa? Rồi, tiếp tục nào. Fe cộng Cl2 cho ra cái gì? Cô mời Diễm Quỳnh nào. FeCl bao nhiêu chơi đúng? Hả? Đúng rồi, FeCl3. Được chưa? FeCl3 cân bằng nào. Cân bằng. Rồi, 232. Tiếp tục nào, Fe cộng HCl cho ra cái gì? Cô mời bạn Nguyễn Nam nào. Fe cộng HCl cho ra gì? FeCl2 cộng H2. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Ở đây chúng ta thấy có gì khác nhau nữa? Hả? Trong mọi hợp chất thì nhôm của chúng ta đều là hóa trị mấy? Trong mọi hợp chất thì nhôm của chúng ta hóa trị bao nhiêu Phú Hoàng? Hóa trị 3. Được chưa? Nhưng sắt của chúng ta có mấy hóa trị? Nhân sắc của chúng ta có mấy hóa trị? Cô mời Nhật Anh nào.
hai hóa trị đó là hóa trị mấy? A hóa trị 2 và hóa trị 3. Vậy chúng ta thấy nhôm và sắt có bao nhiêu điều khác nhau? Nó khác nhau ở chỗ nào? Vậy nhôm và sắt nó khác nhau ở chỗ nào? Hả? À? Qua hai bài tập 1 và bài tập 2, bài tập này, vậy chúng ta thấy nhôm và sắt nó khác nhau ở chỗ nào? Cô mời Hoàng Gia nào. Ừ, không đúng, không đúng. Ở đây ý đầu tiên con nói là đúng rồi. Nhá, khác nhau đầu tiên là nhôm chỉ có một hóa trị là hóa trị 3, nhưng sắt có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3. Được chưa? Vậy điều khác nhau thứ hai là gì? Cô mời Tâm Nhi. Chính xác, nhôm tác dụng được với dung dịch kiềm, còn sắt thì không. Dạ. Rồi cô xóa cái này đi nha. Rồi được chưa nào? Chúng ta quay trở lại bài của chúng ta. Được chưa? Vậy cô sẽ nhắc lại giống nhau. Vậy giống nhau là cả nhôm và sắt đều có tính chất hóa học của kim loại, đều không phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Được chưa? Khác nhau, nhôm có phản ứng với kim và khi tham gia phản ứng tạo hợp chất, nhôm chỉ có hóa trị 3, còn sắt tạo thành hợp chất, trong đó sắt có hóa trị 2 và hóa trị 3. Được chưa? Rồi một bạn nhắc lại cho cô nào. Nhôm tác dụng với kim, phương trình. Bạn nào nhắc lại cho cô nào. Nhôm phản ứng với kim nào. Rồi cô mời Hoàng Gia. Natri aluminat là gì? Ừ, nó đọc thì nó đọc vui lắm. Natri aluminat cộng gì? À đúng rồi, cộng H2. Rồi, cân bằng. Cân bằng. Hoàng Gia, đừng nói viết sao không biết cân bằng chứ. Trời ơi, chưa cân bằng. Hả? Cái này cô bày chưa? Cái gì? Cái này cô đã bày chưa? Cái khí này sẽ là số mấy? Số mấy? Số 3. Cái khí này luôn luôn là số 3, luôn luôn nhôm nó sẽ cho ra 3 hydro. Nha, vậy còn lại là số 2, 2, 2, 2, 2. Được chưa? Đó là cân bằng, cái khí này luôn luôn là số 3, còn lại là 2 cả. Rồi ghi vào vở đi con. Ghi vào vở. Được chưa? Giống nhau và khác nhau của hai kim loại nhôm và sắt. Chúng ta chú ý cho cô nha. Chỉ có nhôm mới có tác dụng với kim, còn sắt thì không phản ứng, được chưa? Rồi, còn nhôm nha, nhôm khi mà tạo thành hợp chất thì nó chỉ có một hóa trị, đó là hóa trị 3. Còn sắt thì nó sẽ có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3. Chúng ta chú ý cho cô nha. Khi tác dụng với lại phi kim ở nhiệt độ cao, ví dụ như clo, thì nó sẽ cho ra sắt hóa trị 3. Còn khi tác dụng với lại axit loãng thì nó sẽ cho ra sắt hóa trị 2, được chưa? Rồi chúng ta làm nhanh cái giống nhau và khác nhau vào trong vở cho cô. Chú ý viết phương trình vào nha. Và cái này chúng ta sẽ đọc là natri aluminat. Được chưa? Xong chưa? Cả lớp ơi, xong chưa? Ai xong rồi đưa tay lên xem thử nào. Ai xong rồi, nhanh. Rồi, được chưa? Cô lau đó nha. Rồi chúng ta đi qua phần tiếp theo. Bốn nhỏ hợp kim của sắt, thành phần, tính chất và sản xuất gang thép. Hợp kim của sắt, thành phần, tính chất và sản xuất gang thép. Rồi, chúng ta sẽ kể cho cô một cái bảng, được chưa? Và chúng ta sẽ ôn lại hợp kim
nha, hợp kim của sắt, gang và thép. Về thành phần, tính chất và sản xuất. Vậy một bạn nhắc lại cho cô nào, hợp kim là gì? Hợp kim là gì nhỉ? Hợp kim là gì? Đúng rồi. Vậy ở đây chúng ta nhớ cho cô này, hợp kim. Đúng chưa? Hợp có nghĩa là hỗn hợp nhá. Kim ở đây của chúng ta có nghĩa là gì? Nhiều kim loại khác nhau, hoặc là kim loại và phi kim. Vậy hợp kim đó là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau, hoặc của kim loại và phi kim. Được chưa? Nhá. Vậy ở đây chúng ta nhớ cho cô, sắt có hai hợp kim có nhiều ứng dụng quan trọng, đó chính là gang và thép. Nhá. Rồi, vậy ở đây gang, thành phần của gang nào, bạn nào nhắc lại cho cô nào? Thành phần của gang. Cô mời bạn Diễm Quỳnh nào. Gan có thành phần là gì đây? Cô đang hỏi ở đâu để trả lời gì nhỉ? Ở đây chúng ta nhớ đến gan nè. Gan là hợp kim của sắt và carbon và một số nguyên tố khác, ví dụ như là silic, mangan, đúng không? Vậy hàm lượng carbon ở trong gan là từ 2 cho đến 5%. Nhá. Chúng ta nhớ để chúng ta chọn trắc nghiệm. Hàm lượng carbon ở trong gan nó chỉ chiếm từ 2 cho đến 5%. Được chưa? Rồi, thép là gì? Thép là gì nhỉ? Thành phần của thép nào? Cô mời bạn Hoàng Gia nào. Vậy chúng ta nhớ là gì? Hả? Thép nó cũng là hợp kim của sắt và carbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng carbon nó chỉ chiếm dưới 2%. Được chưa? Chúng ta nhớ những cái quan trọng để chúng ta chọn trắc nghiệm. Được chưa nào? Rồi, tính chất. Vậy gan có tính chất như thế nào nhỉ? Cô mời bà Nguyễn Nam nào. Gan có tính chất như thế nào? À, được chưa? Vậy gan có tính chất là giòn nhá, không giác mỏng được và cũng không kéo sợi được, được chưa nha, và không rèn được, được chưa nào. Rồi, thép, thép có tính chất gì đây? Cô mời Việt Nam. Thép có tính chất gì đây? À, vậy thép vì cái hàm lượng carbon của nó rất là ít, được chưa nhá, nên nó có thể rèn, nó có thể giác mỏng và nó có thể kéo sợi được và nó có tính đàn hồi. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục nào, sản xuất gan. Sản xuất gan ở đâu? Sản xuất gan ở đâu đây? Cô mời bạn Vân nào. Sản xuất gan được sản xuất ở đâu? À, gan được sản xuất trong lò cao. Được chưa? Còn thép được sản xuất ở đâu nhờ? Cô mời bạn Hoàng Phát nào. Thép được sản xuất ở đâu? À, đúng rồi. À, gan thì được sản xuất trong lò cao, còn thép được sản xuất trong lò luyện thép. Được chưa nào? Vậy gan được sản xuất theo nguyên tắc nào? Cô mời Lý Thảo nào. Gan được sản xuất theo nguyên tắc nào? Đúng rồi, dùng CO khử các oxit sắt ở nhiệt độ cao. Còn thép, nguyên tắc để sản xuất thép là như thế nào nhờ? Cô mời Tâm. Đúng rồi, vậy nguyên tắc để sản xuất thép là chúng ta sẽ oxy hóa, đúng không? Các nguyên tố như là carbon, mangan, silic ở trong gan, được chưa? Và sản phẩm thu được sẽ là thép. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ nhắc lại. Chúng ta làm nhanh vào trong vở cho cô. Được chưa? Rồi, cô sẽ nhắc lại. Về gan thì thành phần hàm lượng carbon chiếm từ 2 cho đến 5%. 1 đến 3% là các nguyên tố phốt pho, silic, lưu huỳnh, mangan. Còn lại là sắt. Còn trong thép thì hàm lượng carbon chiếm dưới 2%.
Dưới 0,8% là các nguyên tố phốt pho, lưu huỳnh, mangan, còn lại là sắt. Về tính chất thì gan có tính chất giòn, không rèn, không giác mỏng được. Còn thép có tính chất đàn hồi, dẻo, có thể rèn, giác mỏng, kéo sợi và cứng. Sản xuất gan, vậy gan được sản xuất trong lò cao. Nguyên tắc dùng CO khử các oxit sắt ở nhiệt độ cao. Phương trình CO cộng cho Fe2O3, nhiệt độ cho ra Fe cộng CO2. Còn bên thép, sản xuất thép thì thép được sản xuất trong lò luyện thép. Nguyên tắc oxy hóa các nguyên tố carbon, mangan, silic, lưu huỳnh, phốt pho có trong gan. Phương trình FeO cộng carbon, nhiệt độ cho ra Fe cộng CO. Được chưa? Rồi chúng ta chụp màn hình nhanh đi, rồi tối viết lại cho cô. Chụp màn hình nhanh đi, rồi tối hoàn thành lại cho cô. Chúng ta chú ý nha. Ở đây chúng ta chú ý nè, hàm lượng carbon và hàm lượng nguyên tố phốt pho silic nè. Ở đây hàm lượng trong gan thì hàm lượng các nguyên tố này sẽ là 1-3%. Nhưng ở trong thép thì các nguyên tố này nó chỉ chiếm dưới 0,8%. Dưới 0,8%. Chú ý nha, để chúng ta chọn trắc nghiệm cho đúng. Được chưa nào? Rồi chúng ta đi qua phần tiếp theo. Bốn nhỏ sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Bốn nhỏ sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Bốn nhỏ sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Được chưa? Rồi câu hỏi đầu tiên, thế nào là sự ăn mòn kim loại? Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Thế nào là sự ăn mòn kim loại nhỉ? Cô mời bạn Hoàng Vinh nào. À đúng rồi. Vậy sự ăn mòn kim loại đó là gì? Nó là sự phá hủy kim loại hoặc là hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường. Được chưa nào? Rồi nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. Yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. Cô mời Hương Giang nào. Chúng ta sẽ có mấy yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? À, hai yếu tố đó là gì? Đúng rồi. Yếu tố thứ nhất là các chất ở trong môi trường. Và yếu tố thứ hai là nhiệt độ. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại đó là ảnh hưởng của các chất trong môi trường và ảnh hưởng của nhiệt độ cao. Nêu những biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Những biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Chúng ta có những biện pháp nào nhỉ? Cô mời Việt Nam. À đúng rồi, chúng ta sẽ ngăn cho kim loại không bị ăn mòn, đúng không? Ví dụ như là ngăn cho kim loại tránh tiếp xúc với môi trường, ví dụ như là sơn, mạ, đúng không? Hoặc là sau khi chúng ta sử dụng xong, chúng ta phải rửa sạch và để ở nơi khô ráo. Được chưa? Và biện pháp thứ hai là chúng ta sẽ chế tạo ra các hợp kim ít bị ăn mòn, ví dụ như là inox. Được chưa nào? Rồi, cái cuối cùng, nêu ví dụ minh họa để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Ví dụ minh họa thì ví dụ như là gì? Chúng ta sẽ sơn lại, đúng không? Được chưa? Ví dụ như là lau chùi đồ vật bằng kim loại sau khi sử dụng. Hoặc là chúng ta sẽ sơn các đồ vật bằng sắt nhá. Còn đồ vật nào mà không thể sơn được thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Sử dụng dầu mỡ, bôi dầu mỡ. Được chưa? Hoặc là chúng ta sẽ lau khô để ở nơi khô ráo. Được chưa? Vậy đây là toàn bộ kiến thức trong chương 2. Toàn bộ kiến thức trong chương 2. Được chưa? Nha, đây là toàn bộ kiến thức trong chương 2. Được chưa nào? Rồi, cô nhắc nè, Nhật Anh là 1, Việt Nam là 2, Hoàng Vinh là 3, Vân là 4, Quốc Huy là 5,
vài năm bảng này chúng ta sẽ được tăng cường một buổi chủ nhật.